Bác Bình à, Mời. cũng đọc và nghiên cứu Bôn Đu Me, nhưng mà bổ sung thêm một chút là có mấy cái tình tiết này mà mọi người cũng quan tâm một chút là sau khi mà Pháp chiếm Nam Kỳ rồi bắt đầu đánh ra Bắc Kỳ, sau đó trận mà chiếm khởi khởi động của Tôn Thất Thuyết và Vua Hàm Nghi ở Đồn Mang Cá, sau đấy thì Cần Vương sau đó quay ngược lại là chiếm Trung Kỳ, đặt chế độ bảo hộ. Và đến bác nói là bắt đầu dịch chuyển chế độ bảo hộ và quan toàn quyền ra ngoài Hà Nội. Thực ra Bôn Đu Me sang Việt Nam còn có một cái nhiệm vụ rất cao cả mà của cấp tiến của Pháp ấy. Đó là sau khi Pháp Thanh đánh nhau năm1887, Giáp thân đấy, nhiệm vụ giáp thân. 895 đấy, thì sau đó Pháp Thanh bắt đầu Pháp làm một động tác mà rất buồn cho Việt Nam chúng ta, đó là sau nhà Nguyễn thì lãnh thổ chúng ta to hơn như này nhiều, và sau đó vẽ lại đương nhiên phần được phần mất, chúng ta được thêm Lai Châu, chúng ta được thêm phần Điện Biên cũ của Đại Lý, rồi Nam Chiếu là hoàng về chúng ta, và cái phần mà chúng ta bị tóp lại ở phần miền Trung, may là còn lại chút Tây Nguyên, chứ chúng ta mất trấn binh trấn Biên, trấn Ninh, trấn Diên các thứ ở phần kể cả thuộc hết sang bên Lào. Thì xứ Đông Dương lúc đấy thì Bôn Đu Me có như bác nói là mở một đường sắt, mình thấy rất là kinh khủng, chỉ trong 9 năm 1901 đúng không, đến năm 1910 là xuyên xong đường, trong đó có 390 km nằm tại Việt Nam, bắt đầu từ Hải Phòng xuyên một phát lên Lào Cai, bắt đầu từ ga Hải à, từ địa phận Hải Phòng, cảng Hải Phòng nhé, chạy một nhát lên đến cuối cùng, lên đến tận là Phố Lu rồi Bảo Hà rồi một loạt cam đường lên đến Lào Cai, ga đi thông qua cầu Hà Khẩu Hồ Kiều, cầu Hồ Kiều và sang bến Hà Khẩu. Và đường sắt này hiện nay Trung Quốc nó cũng xếp vào đường sắt bảo tồn, từ từ Hà Khẩu đi đến Côn Minh là toàn bộ cái đoạn đó, tạo trong 810 km đó thì có 390 tại Việt Nam, số còn lại bây giờ vẫn là đường sắt duy nhất là vẫn khổ 1 mét. Đấy là một trong những di sản mà khổng lồ để lại, mình cũng đi đi trên đường sắt một tuyến đấy mà mới thấy được rằng toàn bằng tay bằng chân đục đẽo, không biết là có nổ mìn không hiểu, chắc là phải có. Nhưng mà thực sự đi sang phía Trung Quốc là nó rơi vào khoảng tầm gần 700 cái cầu, hầm hầm vào cầu, rất khủng khiếp. Còn phía Việt Nam thì các bạn biết, đi từ Yên Bái lên Lào Cai thì biết khủng khiếp rồi. Tức là người ta chỉ có 9 năm, mà trong đó là có cả một cái trường đoạn mà chúng ta vừa nói, mà bạn thì vừa nói, đó chính là cái cầu cầu Long Biên. Cầu Long Biên thì trong cả một cái lộ trình 9 năm đấy nó có cả cái cầu Long Biên. Thì sức người sức của cả Đông Dương chắc là lúc đấy cũng rất khủng khiếp đổ lên. Câu hỏi đặt ra là người xưa làm mà không có máy móc tay chân lắm đâu, mà làm tận 810 km, có 9 năm mà chúng ta làm cái đường cát linh đến nay có hình như cả thập kỷ chưa chạy được. Đấy là một trong những kỳ tích của ông Bôn Đu Me, mà hình như là 1902 là ông đã về nước đúng không nhỉ các Bình nhỉ, hết nhiệm Đúng kỳ rồi. 1902 5 là đã năm, về 5 nước năm, 5 năm. đấy, Về nước rồi. 1897 1902 là đã về nước, 1902 là về tức nước là rồi. số còn lại còn 8 năm còn lại nhé, là ông lại có một cái hay, đó là sắp xếp được toàn bộ ngân sách để 8 năm còn lại, công là không phải sử dụng tiền của mẫu quốc. Đấy, các bác tìm hiểu đoạn đấy rất là hay. Thứ hai là có một cái đường sắt mà ông đấy khảo sát để sau này làm ấy, chính là đường từ ở ga Mường Mán lên Đà Lạt, bởi vì Bôn Đu Me là cưỡi ngựa đi khảo sát Đà Lạt đấy nhá. Giặc Xin là một một phần thôi, nhưng chính là đi 3 tháng đi xuyên qua các vùng người thượng. Tôi cho rằng là hai quả kỳ tích Tam Đảo thì tôi nghĩ là nó gần Hà Nội mất rồi, cũng không có Nó đọc dễ được rồi. rồi. Cái Không đặc biệt. khu mà gần nhà bác Bình ở trên Ba cũng rất phí, là tại sao hồi đấy sau năm sáu mấy mình phá hết cái khu Ba Vì đi nhỉ, thế là dễ dở hơi. hiểu rồi. Dễ hiểu rồi. Không Dễ khác gì hiểu rồi. là, nhưng mà một trong những cái mà khủng khiếp để lại đó chính là đoạn ga Mường Mán, mà các bác biết rồi, là đường sắt mà dây như ở San Francisco đấy, đường bánh răng đấy, đi lên đến Đà Lạt hiện nay còn một đu chút đoạn từ Trại Mát đấy, cũng khổ 1 mét. Đấy là hai cái mà sau này nước Pháp thì phát triển thêm một đoạn đường sắt thứ ba là từ ông Tân từ ông Sài Gòn đi Mỹ Tho, Đúng thì rồi, cái đường đấy sau đó chúng ta cũng gỡ bỏ mất, mà đến hiện phá bỏ nay mất, phá di hết. sản của Pháp để lại sau 100 năm, sau từ năm 1954 Pháp rút khỏi Việt Năm mươi Nam ấy, bốn thì thực ra chúng ta về mặt đường sắt ấy thì xuyên Bắc Nam ấy là chúng ta đã bị mất đi mất một đoạn Sài Gòn đi Mỹ đúng Tho. rồi, mất đi mấy Và thứ hai là chúng ta lại bóc đi mất một đoạn, đoạn bóc đi mất một đoạn. đi
bóc đi mất một đoạn, đoạn rất phí là đoạn Mường Mán đi đi Đà Lạt Nhất đấy, các bác tưởng tượng đoạn Mường Mán đi Đà Lạt mà bây giờ nó còn thì thôi nó phê, mà bây giờ kinh sắp thật, sửa thông thông không thể thông tưởng theo tượng được. hướng Sài Gòn, Thế mà thấy Sài không thể Gòn tưởng tượng là Phan tại Thiết sao lịch sử như vậy. mà 100 năm sau mà mình đi kém lên như thế. Thế tôi mới dùng, Hôm anh nay là dùng người đấy về làm về thuế đấy, thì mình cũng có tìm đã. hiểu. Thực ra xây dựng biểu thuế có khi xét về mặt chi tiết ấy nó cũng chả kém gì của chúng ta hiện nay đâu. Trong bản án chế độ thực dân mà ngày xưa anh em mình chắc ngày xưa ông nào cũng được xem vào rồi, cái trong thuế thuế đinh, thuế đạo, thuế điền các kiểu thì tóm lại giờ nó ông xem. Rồi những cái mà ông nói về thuế, về Bunome, bởi vì hắn là dân tài chính mà, về 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 thuế thì hoàn toàn hợp lý. Nếu như ngày đấy thì mình lại coi rằng là các ông bóc lột ở thuộc địa, nhưng mà ngày nay thì thấy rằng những không lấy tiền ở thuộc địa như vậy ấy, thì nó cũng chả để lại được di sản gì, cầu 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 Long Biên rồi qua là cầu Đuống, rồi tiếp theo là cầu Việt Trì, rồi dài 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 các loại cầu khác và đường sắt. Đến giờ bây giờ thì báo cáo các bác là Hà Nội Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh vẫn cứ chạy đều, với tối tuyến Hà Nội Lào Cai vẫn chạy đều về. Cũng chưa có gì, chúng ta chỉ có rất ít đường sắt, một khổ 1,435 m. Chúng ta chưa lên được 1,435 m thì chúng ta chưa thể nói được cái đoạn mà logistics đa phương tiện với vận tải nọ kia. Đấy là một trong những cái mà mình thấy rằng là di sản của Bodumer để lại là quá khủng khiếp. Xét về mặt ông có một cái tầm nhìn mà theo những ngành, một trong những cái ngành mình rất quan tâm là ngành logistics. Bởi vì ông không thời điểm đấy chưa thể thông được ngay bằng đường đường quốc lộ mở to như bây giờ. Thì ta giải quyết bài toán đường sắt vận tải là gì? Từ Hải Phòng xuyên lên toàn bộ ngày xưa gọi là miền ngược, lên đến Yên Bái, lên đến Lào Cai, chở muối, chở bông, rồi chở các sản vật từ miền từ trên miền núi chạy ngược xuống, xong bắt đầu xuyên một cái sang đến tận Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Hay đấy, nhưng mà À, đáng là đúng rồi, bây giờ bao nhiêu thứ mình thấy uổng, nhưng mà ô đứa mẹ nó thông minh, nó giỏi quá, mình đọc với xong mình không biết tại sao làm sao 5 năm nó làm này cũng khổ như thế được. Trời ơi, à, không tưởng tôi tượng cũng được. xin chia sẻ, bởi vì tôi cũng nghiên cứu về cái quá trình mà thiết lập của cái mạng lưới của cái nhà khí tượng ấy À mà vâng, anh xin Thành xin mời Bình chị. lúc nãy có đề nghị. Thì Dạ. ở trong cái lĩnh vực ông ấy đã nhìn thấy tầm nhìn là như thế này ạ, muốn phát triển xây cầu cảng rồi vận tải trên biển này, rồi quy hoạch các trang trại để trồng trọt thì cần phải có số liệu khí hậu. Cho nên là ông ấy cũng chính là một người mà đã quy hoạch cái mạng lưới khí tượng. Và có thể nói rằng là cái mạng lưới khí tượng ngày nay ấy, là chỉ có như của ông ấy và Phọc Bớt đi thôi. Ôi Và rồi, thế cơ năm à? 1000 ngày 25 tháng 4 năm 1900, lúc bây giờ ông bắt đầu mới Hay là ký quá. cái quyết định. Ngày 25 tháng 4 năm 1900 là ông bắt đầu ký quyết định. Lúc bây giờ là cần lo cái xây cái cầu Long Biên đã hòm hòm rồi, thì ông bắt đầu ông ký quyết định là thành lập nha khí tượng Đông Dương. Và lúc đầu ấy thì bao giờ, bởi vì lục tỉnh Nam Kỳ ấy, thì ở trong đấy thì là thuộc Pháp từ sớm, và người ta đã định đặt ở Vũng Tàu. Sau đó thì ông lại mời một một cái ông cha cố ở Thượng Hải, bởi vì có cái đài Thiên Văn ở Thượng Hải, sang đấy để khảo sát, và cuối cùng ông chọn lại ở cái chỗ đó, đồi Thiên Văn Phủ Liễn. Và đến năm 1902, cũng là cái năm cuối nhiệm kỳ của ông ấy, thì đài Thiên Văn Phủ Liễn nó là một trong ba đài thiên văn hiện đại nhất của bờ Tây Thái Bình Dương. Đấy là gồm Ôi có rồi. Manila của Tokyo và ở Đông Dương, đấy là ở Phủ Liễn. Và bây giờ thì cái đài Phủ Liễn đấy vẫn được coi là chốn tổ của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam. À, hay quá, Đấy. hay quá. Và cái tầm chiến lược là như thế này ạ. Bởi vì ông ấy đã, bởi vì khi quá trình mà xây cầu Long Biên ấy, thì nó phải quan trọng nhất đến cái mực nước. Thủy văn, Nước thủy sông văn. lên xuống để tính về chế độ thủy văn. Cho nên ông ấy đã, trong đầu ông đã mời các nhà khoa học để thiết lập toàn bộ cái mạng lưới khí tượng thủy văn. Đặt ở À. những khúc sông nào và bắt đầu là có một cái lộ trình để đặt dần. Bởi vì trước thời ông ấy sang ấy, thì chỉ có vài cái đo rất là đơn giản, chỉ đặt ở mấy cái tòa công sứ, là ví dụ như đặt ở tòa công sứ Nam Định. Nó không phải theo một cái quy chuẩn nào cả. Và để làm cái đó thì cực kỳ tốn kém, em những cái máy móc hồi đó là tính bằng vàng, rất tốn kém. Và ông đã mua được thiết bị rất nhanh, phải nói là một cách kỳ diệu, bởi vì thực ra mua máy móc nó không đơn giản. Và cuối cùng là ông ấy đã phải có những cái tác động quay trở lại chính mẫu quốc, là để gây áp lực để làm sao mà để chuyển máy móc cho chúng tôi quá chậm trễ. Và cuối cùng là trang bị một cái đài thiên văn, còn phải nói là một trong ba đài thiên văn, tức là thuộc vừa nó lại vừa khí tượng thủy văn và vừa quan trắc thiên văn, và cũng là đặt cái kính tinh vĩ để tính giờ cho Việt Nam.
Ngày xưa ấy, giờ của Việt Nam mình tính theo cái múi giờ của Bắc Kinh, của Trung Quốc, mình cứ theo Trung Quốc hết. Và sau này khi mà đo kinh vĩ ấy, thì bắt đầu là mới đo kinh vĩ, thì tại cái chỗ từ Hà Nội đến Phủ Liễn ấy, cái nó tính theo giờ của kinh tuyến 105, thì lúc bấy giờ mình là múi giờ thứ bảy, không phải là múi giờ của Bắc Kinh. Nó đã móng cho rất nhiều những cái căn bản, và từ những cái thiết lập mạng lưới của cái thời ông Polomé, thì có thể nói là ông ý có thể là những cái mạng lưới sau này và thiết lập những cái bộ số liệu ấy, người ta sẽ công bố nhiều vào những năm 26. Nhưng bởi vì nó phải qua quá trình nó thiết lập được mạng lưới và nó quan trắc, nó phải có đủ dài, cho nên là nó mới đưa được cái bộ, những cái bộ Atlas năm 2000, năm 1926 để đưa vào khí, tức là để đưa vào những cái thông tin khí hậu Đông Dương. Đấy là những cái bộ Atlas đầu tiên. Thì phải nói rằng cái đặt cái nền móng đầu tiên ấy, thì trong giai đoạn ông ấy là rất là quan trọng. Nhưng mà cầu xây năm 1897 thì trước, tức là phải hình thành khí tượng thủy văn trước lúc đấy chứ nhỉ bạn nhỉ? Trước đó đã có rồi, nhưng nó không quy củ. Thế cho nên là khi ông ấy làm cái đấy thì cái số liệu nó rất là không ổn định. Và ông ấy nghĩ rằng là nếu để phát triển lâu dài thì phải có quan trắc khí tượng thủy văn và quan trắc khí hậu. Rất là độc đáo, rất là khác biệt. Gọi là quan chức nhưng mà họ lại quan tâm đến những cái vấn đề mà lại khí tượng thủy văn hay cái khí tượng như là... Rất là mình nghĩ bây giờ rất nhiều ông... không thể hiểu được là những người như vậy làm sao mà lại có thể có những cái kiến thức đa dạng phong phú, chắc là thông qua hội tam điểm, thông qua cái khoa học, thông qua những cái khóa học mà ông ấy học ở bên đấy, chứ như chúng ta bây giờ nhiều ông chắc là cũng chả biết được khí tượng thủy văn thì có ý nghĩa gì. Mời bạn Nam Nam, xin lỗi chị Thanh Bình này đang làm ở đâu mà chị biết những cái vấn đề về khí tượng thủy văn? Tôi đang làm ở Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Cho nên là có quá trình đi tìm cả một cái chặng đường để quá trình hình thành và phát triển khí tượng thủy văn. Nhưng mà lại còn có cái hay nữa như thế này này, khi Pháp thiết lập các trạm ở đâu ấy thì đăng ký tọa độ, kinh độ, vĩ độ và đăng ký với tổ chức khí tượng quốc tế. Thế cho nên là cái trạm Hoàng Sa ấy thì là Pháp đã từng đăng ký cái vị trí, tất nhiên là sau thời ông Polomé rồi, là Pháp đã từng đăng ký là trạm phát báo quốc tế của Việt Nam. Hay quá nhỉ. Cảm ơn anh xin Bình. Mời bạn Nam Nam nhỉ. Xin mời bạn Nam Nam. Cảm ơn các anh chị, anh Bình với cả mấy bạn đã cho được rất là nhiều thông tin. Em cũng chỉ xin một bổ sung ý kiến, thì em đồng ý với anh Bình là ông Polomé ông ấy quyết được nhiều thứ rất là có giá trị trong lịch sử Việt Nam. Nhưng mà em nghĩ là ông ý là người làm chính trị nên ông rằng là người ra quyết định thôi. Còn những cái như mọi người nói cầu đường hay khí tượng ấy thì đều là có các nhà khoa học đi đằng sau ông ý. Và có một cái hội đồng như mình gọi là hội đồng cố vấn ấy, chứ không phải là một mình ông nghĩ được hết những cái đấy đâu ạ. Thì cái đấy là em cũng phải cập nhật. Và có một cái đóng góp thứ hai, em cũng vừa hôm trước nghe anh Bình nói về hiến pháp Mỹ. Thực ra hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ấy là thừa hưởng rất nhiều của cái hiến pháp của cái sắc lệnh của chính quyền thực dân Pháp, trừ cái yếu tố nhân quyền ra thì mình kế thừa rất tốt. Rất tiếc là cái bản hiến pháp đấy là theo rất nhiều người là bây giờ là đã không bỏ đi và thay bằng theo Nga, nhưng mà thực sự dần dần bây giờ mình lại đang muốn quay về những cái hiến pháp 1946. Đấy cũng là một cái đóng góp, nhưng mà cũng không phải là công của ông đâu, mà là có cả một ekip cố vấn và hỗ trợ ông ấy làm những việc từ khí tượng, chẳng hạn như là chia thành các vùng miền như chị Bình vừa nói là những cái khí tượng ấy, thì Việt Nam là quay thành những cái khu vực đấy là nó có điều kiện khí tượng giống nhau, nhưng mình bây giờ địa lý hành chính của mình đang là 8 vùng, còn địa lý về khí tượng về ấy thì nó là 7 vùng khí hậu. Mà 7 vùng khí hậu đấy là cực kỳ thuận lợi cho các quy hoạch về chiến lược, về ngành, về phát triển kinh tế. Mà mình bây giờ nó đang bị mâu thuẫn. Thứ nhất là mình đang rất nhiều tỉnh thành mà nó lại không có cái tính gọi là sản xuất lớn. Và thứ hai là nhiều khi một tỉnh nó có hai loại khí hậu mà ông toàn sản xuất như kiểu cả một Nghệ An mà nuôi bò chưa chắc đã tốt, có thể một nửa nuôi bò, một nửa trồng cây. Nhưng mà bây giờ lại cứ gọi là một tỉnh chỉ có một chiến lược mũi nhọn một thì nó lại cũng không phù hợp. Thì đấy là những cái mà em thấy về quy hoạch, về địa lý, hành chính là nó cũng có cái giá trị. Rất hay, cảm ơn Nam. Đúng rồi, mình cũng thiếu nghiên cứu thêm về các cái hội đồng cố vấn, và như chị Bình này nói, tức là các cái toàn quyền bao giờ có hội đồng. Cái quan trọng nó khó là mấy điểm này này. Cái việc thứ nhất là họ khai thác, không phải khai thác, họ thành lập các hội đồng tư vấn đây như thế nào. Thứ hai nữa, chắc là nó giống như ở Việt Nam, các mọi nơi ấy, là các hội đồng tư vấn đều có. Nhưng toàn quyền hoặc những người có quyền lãnh đạo ấy có dùng, có áp dụng hay không, chứ còn tổ tư vấn, bởi vì Polomé sang Việt Nam chắc là ông ta cũng không thể mang theo cái đội ngũ chuyên gia cố vấn mà có ở Hà Nội sẵn rồi, hoặc là có ở bên Pháp.
Và ở toàn quyền nào thì cũng có đội ngũ chuyên gia cố vấn. Cái vấn đề của nhà lãnh đạo là có nghe không nghe. Đấy, giống như chúng ta phải nói bây giờ là lãnh đạo ở Hà Nội chẳng hạn. Đấy, vấn đề về vaccine ấy, không có thì mình lập. Đấy, mình phải tính từ trước anh lập cái này. Có mỗi vấn đề là có nghe không nghe thôi. Chứ còn các chuyên gia thì chắc là có các cái chuyên gia giỏi. Đấy. Thì còn mời chị Bình nhà, chị Bình lại phát biểu, lại mời lại chị Bình. Không rất hay, à, đúng là nhiều câu chuyện này chúng ta có lẽ nghe được có nhiều chuyện hay hơn nữa, đúng không? Nếu còn nhiều rất nhiều chuyện nữa chúng ta còn bàn sâu vào. Tự là tôi cũng nói thêm một chút, tức là khi mà Pháp đã tiến hành được cái quy hoạch được cái mạng lưới là chỗ nào sẽ đặt trạm khí tượng, thì phải nói rằng tôi cũng không hình dung được tại sao mà có thể nói là người Pháp đã hiểu về cái địa lý Việt Nam, đã có một cái quá trình rất nhanh chóng nghiên cứu những cái khoa học cơ bản hiểu về địa lý Việt Nam để đặt ở những cái trạm mà rất là điển hình cho mỗi một vùng. Và có một câu chuyện là khi mà thành lập cái trạm khí tượng ở Hoàng Sa, tất nhiên là sau thời ông Paul Rouve rồi, vào khoảng năm 1926 cho đến năm 1932 đấy, là thành lập cái trạm khí tượng ở Hoàng Sa, thì có một cái như thế này ạ, đã đưa ra những cái quy chuẩn ạ. Nếu như chúng ta tra lại những cái kho dữ liệu của Pháp ấy, thì những cái trạm khí tượng từ hàng rào sơn trắng với thiết kế các cái lều ấy, thì Pháp đến bây giờ nó vẫn giống hệt nhau, không có khác gì cả. Những cái bức ảnh từ những cái thời năm 1902 ấy, những cái bức ảnh ở cái vườn quan trắc khí tượng ấy, thì đến bây giờ nó vẫn giống hệt nhau, cho nên là cũng không có gì ngạc nhiên cả. Khi mà trong cái bài Lặng lẽ Sapa những năm 60 của nhà văn Thành Long ấy, tả về cái nhật quang ký, thì bây giờ vẫn dùng như thế. Tức là như vậy, cái thiết bị của thời đấy nó phải cực kỳ hiện đại và nó phải rất tối ưu, thì đến bây giờ người ta vẫn dùng như thế và vẫn sử dụng tất cả một cái kết cấu, một cái tạm với những quy chuẩn như thế, từ rào, từ lều, đến bây giờ so lại những bức ảnh thời Pháp và những cái mạng lưới hơn 100 trạm khí tượng ở Việt Nam bây giờ nó vẫn giống y nhau. Đấy là từ cách bố trí ở đâu, đặt ở những chỗ nào lều khí tượng, tại sao lều khí tượng quay về hướng Bắc, rồi phải tính chi tiết đến mức độ tại sao lại lều lại quay hướng Bắc, vì mình ở Bắc bán cầu, chỉ có hướng Bắc thì là ánh mặt mặt trời nó khi mở cái lều ra nó không chiếu thẳng vào cái nhiệt kế để nó làm cho cái nhiệt kế nó sai số đi. Tức là làm một cách quy củ và chi tiết đến mức độ mà 100 năm sau cũng không thay được, không có cái tối ưu hơn để thay đổi. Đấy, điển hình nhất là nếu như chúng ta nhìn những cái trạm khí tượng mà được thiết lập từ đầu thế kỷ 20 cho tới bây giờ thì hơn 100 năm rồi nó vẫn giống hệt. Và còn tỉ mỉ đến mức độ như này này, quy chuẩn tất cả những cái sổ ghi chép quy định ra là một ngày sẽ phải ghi chép mấy lần. Thế cho nên là mình có một câu chuyện là cái quần đảo Hoàng Sa của mình ấy, bây giờ mình cứ đưa ra cái bản đồ thời Minh Mạng, nhưng mà cái bản đồ thời Minh Mạng thì thực ra mình có phải theo đúng tỷ lệ đâu, mình co hai quần đảo vào sát. Thế nhưng mà có một cái rất chi tiết, đấy là gì, cái thông tin đo ở các cái trạm đo của khí tượng ở Việt Nam lại được chia sẻ để phục vụ nghiên cứu khí hậu ở châu Á. Thế cho nên là khi chia sẻ thì nó có kinh độ, vĩ độ và đăng ký tọa độ, cho nên là cái trạm bây giờ, cái chỗ Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm ở Việt Nam ấy, của Việt Nam, thì cái trạm đấy đã từng là điểm đăng ký với quốc tế là chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu khí tượng khí hậu ở Hoàng Sa cho quốc tế, cho nên ở tổ chức khí tượng thế giới nó vẫn ghi nhận cái tọa độ đấy và cấp mã số của Việt Nam. Và nó lại còn lưu trữ đến mức độ như thế này ạ. Tất cả những cái ghi hàng ngày, một ngày phải 4 lần đo quan sát nhiệt độ như thế nào, bầu trời mây bao nhiêu, mưa từ mấy giờ đến mấy giờ, ghi chép tỉ mỉ. Và sau này chính Pháp đã bàn giao lại cho Việt Nam. Pháp đã bàn giao lại Việt Nam. Và đây bây giờ nó chính là nằm trong cái bộ dữ liệu mà để bây giờ mình đã đòi chủ quyền Hoàng Sa. Đó là một trong những cái rất là quan trọng. Bởi vì ghi rõ ngày tháng. Mà thậm chí là thì có những ông mà đưa vợ ra làm xong rồi cả vợ sinh con ở ngoài đấy, còn cả giấy khai sinh ở trạm khí tượng của Hoàng Sa. Cảm ơn chị Bình. Tôi cũng xin nói nốt cái câu này nếu không có bạn phát biểu thêm. Các bạn, tôi vừa mới copy paste ở trên phần chat ấy. Tôi xin nói về ông Paul Be. Ông Paul Be được coi là toàn quyền số 0, bởi vì trước ông ta, sau ông ta bắt đầu mới có ở Việt Nam. Tôi đọc qua để các bạn đi hình dung là tài năng của một chính trị gia là một toàn quyền mà như thế nào. Paul Be có ý định trở thành một kỹ sư, nhưng sau đó chuyển sang nghiên cứu về luật, rồi cuối cùng thì lại nghiên cứu về sinh lý học và trở thành một bác sĩ y khoa, và rồi trở thành một tiến sĩ y khoa, xong rồi làm giáo sư môn sinh lý ở Bordeaux và ở Sorbonne.
Các bạn hình dung, sau đó ông ta lại trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp từ năm 1881 đến năm 1883. Đến năm 1886, ông được bổ nhiệm làm Thống sứ ở An Nam và ở Bắc Kỳ, tức là được coi là toàn quyền số 1. Rồi số 0 đi, tôi để các bạn. Để các bạn hình dung là khi tôi đọc thử cái việc này, tôi chưa nghiên cứu về Pôn Me nhiều đâu, nhưng mình không thể hiểu được là tại sao. Mà các bạn nghe này, sự nghiệp ông ta làm khoa học xuất sắc hơn nhiều so với làm chính trị và quản lý. Công trình nổi tiếng của ông là công bố những nghiên cứu về ảnh hưởng về sinh lý của áp suất không khí, không biết từ có chuẩn không, cả trên lẫn dưới mức bình thường. Mà nhờ đó ông được Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp trao tặng một giải thưởng trị giá 20.000 franc năm 1875. Và thuật ngữ Pôn Me được giới khoa học đặt ra và sử dụng để mô tả trạng thái mất tỉnh táo do nitơ trong điều kiện cao áp. Tôi không biết được là câu chuyện như nào để mới thấy rằng là những chính trị gia Pháp mà tại sao họ lại có kiến thức khoa học xuất sắc được như thế, thì mới thấy rằng là chắc là Pôn Me và kể cả những nhà khoa học khác cũng bị chịu ảnh hưởng, giống như kiểu là Yết Xanh sang Việt Nam hay như thế nào. Đấy là cái thứ mà quả thực chúng ta khó mà có thể hình dung được, bởi vì những gì họ được học rất là vô cùng hữu ích, mà được coi là một cái trung tâm Paris vào thế kỷ thứ 19 thì đều là một cái trung tâm khai sáng. Và những nhân vật như vậy thì họ sáng chói như nào, họ sáng chói cả về khoa học, họ sáng chói cả về vấn đề về điều hành và quản lý, thì quả thực cái điều này nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Kể thêm với các bạn để mà các bạn so sánh cái này, các bạn thử tưởng tượng xem có một người nào đó như chúng ta nhé, ở đây chắc là có nhiều bạn làm doanh nhân đi, tôi hình dung là doanh nhân, làm thế nào trong vòng một tháng các bạn tuyển dụng được 500 hay 5.000 nhân sự mà bắt đầu từ con số 0, nó quá khó với chúng ta. Vậy mà ở bên Mỹ có ông Alexander Hamilton, ông ấy làm được cái việc, tức là như chúng ta chỉ tuyển được 5 người, 10 người, 20 người bộ máy. Tất nhiên nếu mà bộ máy lớn là một tập đoàn đang có rồi ấy, tức là mình chỉ bổ sung thêm 10%, đang là tập đoàn 10.000 người thì mình bổ sung thì không sao. Nhưng từ một con số 0 mà họ biến lên thành 500 người, 1.000 người thì quả thực là năng lực execution thực thi là vô cùng kinh khủng. Thì rất là cảm ơn chị Bình với bạn Thắng với các bạn Nam. Tôi thấy rằng là chủ đề về Pôn Me và xa hơn là câu chuyện về văn minh của loài người nói chung, hay là cụ thể là người Pháp làm gì ở Việt Nam, hay những gì mà người trí thức ở Việt Nam có thể phát triển, là những chủ đề mà còn có nhiều cái câu chuyện để mà nói hơn nữa. Cho nên là rất cảm ơn chị Bình cũng là có thêm thông tin với các bạn ở đây để chuẩn bị cho những cái buổi tới. Chắc là cũng hơi muộn, tôi cũng xin dừng ở đây nhỉ các bạn nhỉ. Thì xin cảm ơn mọi người. Những câu hỏi chúng ta có thể trao đổi thêm ở trên mạng nhỉ, không biết được không? Thì cảm ơn mọi người.